Rạng sáng ngày hôm nay, Real Madrid bước vào vòng 3 của La Liga mùa giải 2024-2025 với mục tiêu không gì khác ngoài một chiến thắng để tiếp tục bám đuổi đại kình địch Barcelona trên bảng xếp hạng. Nhưng có lẽ sau trận đấu mới đây, thì huấn luyện viên Carlo Ancelotti sẽ hiểu được rằng mình sẽ còn rất nhiều việc cần làm trong bối cảnh hệ thống của Los Blancos còn chưa hoàn thiện cho mùa giải mới, còn Kylian Mbappe thì vẫn chưa thể ghi bàn. Để rồi câu chuyện ở La Liga còn chưa được giải quyết, thì cả Real Madrid lẫn Barcelona chắc chắn sẽ bắt đầu phải có những tính toán cho riêng mình ở cả đấu trường Champions League, nơi ắt sẽ ẩn chứa rất nhiều cạm bẫy cho cả hai đội sau khi buổi lễ bốc thăm cho mùa giải mới diễn ra. Với thể thức mới của hạng đấu cao nhất châu Âu mùa này, mỗi đội sẽ có ít nhất 8 trận đấu thay vì 6 như trước và việc bốc thăm sẽ được tiến hành hoàn toàn ngẫu nhiên dựa vào máy tính của ban tổ chức. Và với lần đầu tiên được tiến hành theo thể thức mới, một người cũ của Real Madrid đã có vinh dự được trở thành người bấm nút bốc thăm để chọn ra những cặp đấu hấp dẫn của Champions League mùa này, chính là Cristiano Ronaldo. Đôi tay của huyền thoại người Bồ Đào Nha đã giúp cho Los Blancos chọn ra được 8 đối thủ ở giai đoạn League Phase, bao gồm Dortmund, Liverpool, AC Milan, Atalanta, RB Salzburg, Lille, Stuttgart cùng với Brest. Trong khi đó, 8 đối thủ mà Barcelona phải đối đầu ở giai đoạn League của Champions League 2024-2025 sẽ là Bayern Munich, Atalanta, Young Boys, Brest, Dortmund, Benfica, Monaco cùng với sao đỏ Belgrade. Nhìn chung sẽ khó để có thể đánh giá được rằng đội nào bốc được cho mình những lá thăm dễ hơn, bởi với thể thức mới này thì cơ hội sẽ được chia đều cho tất cả các đội khi mà số lượng trận đấu sân khách và sân nhà sẽ được phân bố đều. Tuy nhiên, sẽ có những trận đấu mà bạn may mắn được đá với đối thủ mạnh trên sân nhà, nhưng cũng sẽ có thể phải đối đầu với những ông lớn ở sân khách. Chính vì vậy mà những cạm bẫy sẽ luôn rình rập đối với mọi đội bóng ở thời điểm này. Còn nguy hiểm ra sao thì chắc chắn chúng ta sẽ cần phải đi vào chi tiết để hiểu rõ hơn. Đầu tiên với Real Madrid, hai đối thủ trong nhóm hạt giống số 1 mà Los Blancos sẽ phải đối đầu ở Champions League mùa này là Borussia Dortmund cùng với cả Liverpool. Trước tiên, việc phải đối đầu với đội bóng mà thầy trò Carlo Ancelotti vừa đánh bại ở trận chung kết C1 mùa trước là Dortmund có thể được xem là viễn cảnh vô cùng thú vị diễn ra ở mùa giải năm nay. Điểm khác biệt lớn nhất có lẽ chính là việc trận đấu này được diễn ra trên sân nhà Santiago Bernabeu của Real Madrid chứ không phải là một sân trung lập như ở trận chung kết năm ngoái. Hơn nữa, sự có mặt của Kylian Mbappe trên lý thuyết sẽ khiến cho mọi đội bóng phải e ngại và chắc chắn Dortmund cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên trên thực tế thì thành tích của siêu sao người Pháp khi đối đầu với đại diện của Bundesliga cũng không phải là quá ấn tượng khi mà sau 8 trận đấu, Mbappe thắng 4 nhưng cũng thua tới 3 lần. Ở thời điểm hiện tại, Kylian Mbappe thậm chí cũng chưa thể mở tài khoản cho riêng mình ở đấu trường La Liga và đó chắc chắn sẽ là một vấn đề không hề đơn giản mà Carlo Ancelotti cần phải sớm đưa ra lời giải quyết. Dù vậy thì những gì đã thể hiện ở trận chung kết cách đây vài tháng, Real Madrid được dự đoán là sẽ không phải đối mặt với quá nhiều những khó khăn khi tiếp đón Dortmund trên thánh địa của mình ở giai đoạn League Phase mùa này. Để rồi khi nhìn thấy đối thủ thứ hai mà Los Blancos phải đối đầu ở nhóm hạt giống số 1 thì chắc chắn các Madridista ít nhiều sẽ cần phải cảm thấy lo lắng. Gặp Liverpool đã không phải là chuyện đơn giản, Real phải hành quân tới Anfield để tìm kiếm cơ hội giành chiến thắng trước đối thủ nhiều duyên nợ này. Trên thực tế thì The Cop trong nhiều năm trở lại đây không có được bất kỳ kết quả tốt nào trước đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ở Champions League khi mà lần gần nhất mà họ thắng được Real đã là từ mùa giải 2008-2009. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì Liverpool đã có cho mình một huấn luyện viên mới là Arne Slot và chẳng ai có thể đảm bảo được rằng Real Madrid có thể tiếp tục giữ được cho mình sự ổn định ở đấu trường C1 năm nay. Anfield chưa bao giờ là mảnh đất lành đối với các đội bóng Tây Ban Nha, với ví dụ điển hình chính là Barcelona. Và chuyến làm khách của Real Madrid tới xứ sở sương mù lần này chắc chắn cũng chẳng phải một hành trình dễ dàng cho nhà đương kim vô địch. Sau những đối thủ ở nhóm hạt giống số 1, Real cùng AC Milan sẽ tạo nên một cuộc đối đầu đậm chất hoài niệm. Đây có thể được xem là một trong những cuộc đối đầu cân bằng nhất lịch sử của Champions League nếu xét về thành tích đối đầu khi mà mỗi đội có cho mình 6 chiến thắng và tổng cộng 3 trận hòa. Tuy nhiên, lần gần nhất hai đội chạm trán với nhau ở đấu trường châu lục đã từ cách đây hơn một thập kỷ ở mùa giải 2011 khi mà cả hai nằm ở cùng bảng đấu. Do đó, người hâm mộ lại càng có lý do để mong chờ vào sự hấp dẫn của cuộc chạm trán giữa AC Milan và Real tại Santiago Bernabeu tới đây. Sau những ông lớn kể trên, Real Madrid cũng sẽ gặp lại đối thủ mà họ vừa đánh bại ở siêu cúp châu Âu cách đây không lâu là Atalanta. Tuy nhiên, đại diện của Serie A cùng với những cái tên còn lại như Lille hay Salzburg sẽ khó có thể là những cái tên có thể cản bước Real trên hành trình kiếm điểm để nằm trong top 8 đội đầu bảng sau giai đoạn của League Phase. Khi mà các Madridista có thể tạm thở phào vì không phải đối mặt với một khắc tinh cứng cựa nào thì các culés chắc chắn sẽ phải bắt đầu cảm thấy lo lắng khi nhìn vào những đối thủ của Barcelona ở Champions League mùa này. Đối thủ mà các cổ động viên của sân Camp Nou không mong đợi nhất chắc chắn là Bayern Munich và gã khổng lồ của bóng đá Đức đã thực sự trở thành một trong những rào cản trên hành trình tìm lại vị thế của Blaugrana.
Trong 13 lần chạm trán với nhau trong lịch sử giải đấu thì Barca mới chỉ có 2 lần giành được thắng lợi trước Bayern và đã để thua tới 10 lần. Ám ảnh hơn dành cho các Culés khi mà họ đã bị đánh bại bởi đội chủ sân Allianz Arena trong 6 trận đấu liên tiếp, bao gồm cả nỗi kinh hoàng tại chính Camp Nou với tỷ số 2-8. Có lẽ người hâm mộ gã khổng lồ xứ Catalan chỉ biết trách ban tổ chức vì sao lại để cho Ronaldo bấm nút chọn đối thủ cho chính họ ở mùa giải này, khi mà dù có được tiếp đón Bayern trên sân nhà thì cũng chẳng có gì đảm bảo cho Barca một kết quả tốt cả. Điểm sáng hiếm hoi dành cho Blaugrana lúc này chính là việc Hansi Flick từng là thuyền trưởng của chính Bayern và họ sẽ hy vọng có thể tìm cách khắc chế đội bóng này từ ông thầy người Đức. Ngoài ra, một trong những điểm chung của Barca cùng với Real sẽ là việc đều phải đối đầu với Dortmund ở Champions League năm nay. Điểm thú vị ở chỗ, Barca cùng đương kim á quân C1 mới chỉ có 2 lần chạm trán tại Champions League và Barca đang là đội có được thành tích với 1 thắng và 1 hòa. Việc phải đối đầu với hai ông lớn hàng đầu của bóng đá Đức ở mùa giải năm nay cũng sẽ là một thử thách để đánh giá chính xác thực lực của Hansi Flick, một người chắc chắn sẽ rất am hiểu về Bundesliga hơn bất kỳ ai. Do đó, đây được dự đoán sẽ là một trận đấu ẩn chứa nhiều bất ngờ thú vị. Atalanta cũng sẽ là một ẩn số dành cho chính Blaugrana ở thời điểm hiện tại và đây cũng sẽ là một điểm chung giữa hai đại gia của bóng đá Tây Ban Nha mùa giải năm nay. Nhìn chung thì ngoại trừ Bayern Munich, Barcelona dưới thời tân thuyền trưởng Hansi Flick đang có được cho mình những đối thủ có thể được đánh giá là vừa tầm cho tham vọng lọt vào top 8 đội đầu bảng của giai đoạn League Phase. Đội bóng còn lại của thành Madrid là Atletico Madrid cũng đã có cho bản thân những đối thủ có thể giúp họ tự tin vào hành trình tại Champions League năm nay, bao gồm Leipzig, PSG, Bayer Leverkusen, Benfica, Lille, Salzburg, Sparta Praha và Slovan Bratislava. Với thực lực của mình, các ông lớn của xứ sở bò tót hoàn toàn có thể tự tin vào việc lọt vào top 8 đội đầu bảng ở giai đoạn League Phase. Điều này sẽ giúp cho cả Barca, Real hay Atletico tránh phải tiêu hao thêm sức lực ở hai trận playoff dành cho những đội nằm trong ngoài top 8, khi mà mùa giải 2024-2025 được dự đoán sẽ là vô cùng khốc liệt ở cả đấu trường quốc nội lẫn đấu trường châu lục. Nếu như một đội đang phải gặp nhiều khó khăn về lực lượng như Barcelona đang có được thành tích toàn thắng ở La Liga để chễm chệ ở ngôi đầu, thì ở phía đối diện, cả hai ông lớn thành Madrid với những sự bổ sung mạnh mẽ về mặt lực lượng ở mùa hè vừa qua lại đang phải đối mặt với những bất ổn nhất định về mặt phong độ. Đó chính là lý do khiến cho cơ hội của các ông lớn tại La Liga lẫn Champions League ở mùa giải năm nay đang ẩn chứa nhiều biến số lớn hơn bao giờ hết. Và chắc chắn, người hâm mộ đang đếm ngược từng ngày cho trận đấu đầu tiên trên sân chơi danh giá bậc nhất châu Âu mùa giải 2024-2025.